Thì vừa vào vài hơi là vào tứ thiền luôn ha. Bình chọn. Thì cái này sẽ là một cái minh chứng là tất cả những gì theo mình chia sẻ đều đúng với kinh điển, mà kinh điển gốc đúng với chân lý, chứ không phải cái đó là sáng kiến của riêng theo mình hết á. Theo mình đã chia sẻ cái tối thượng của Niết Bàn, và rồi bây giờ theo mình sẽ chia sẻ cái những cái pháp mà của Bát Chánh Đạo, của con đường. Tại vì theo mình thấy một điều là rất nhiều các bạn khi mà nhận được Niết Bàn quá dễ, các bạn không có vững chắc ở được ở đó, các bạn chưa có biết quý Niết Bàn, tại vì các bạn chưa có trải nghiệm được những cái tầng tuệ khác, các bạn chưa có đủ cái ba la mật ha, đặc biệt là định ba la mật, đặc biệt là cái định. Khi các bạn có đủ cái định thì cái tuệ các bạn sẽ rất là sâu. Định ba la mật. Khi các bạn được trải nghiệm tất cả những cái sự hạnh phúc đến tối thượng của xuất thế gian, thì lúc đó các bạn sẽ biết bằng cái chính trải nghiệm của mình, Niết Bàn chính là hạnh phúc tối thượng. Còn nếu các bạn chưa có thực nghiệm được cái hạnh phúc của xuất thế gian, cái hạnh phúc của những cái tầng tâm mà hơn cõi người, thì các bạn sẽ không có biết quý cái chân lý tối thượng mà bữa giờ thì mình chia sẻ. Được chưa? Cái này giống như trong Thiền Tông họ gọi là đốn ngộ rồi tiện tu đó ha. Thì theo mình thấy là mỗi một đấng giác ngộ ở những cái thời đại khác nhau, họ sẽ có những cái hạnh nguyện khác nhau. Ví dụ như Đức Phật thì chia sẻ cái phương pháp thực hành, phương pháp tu tập ha. Còn Chúa thì nổi bật về đức tin. Đức tin vì Chúa là đã hòa với lại cái sự giác ngộ của ba thân. Mà theo mình hay dùng cái ngôn ngữ dễ hiểu là nhục thân, ứng hóa thân và pháp thân. Còn đạo Chúa gọi là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh ha. Là ba thân nhập một đó, là của một người giác ngộ ha. Thì bên đạo Chúa tại sao đức tin là quan trọng? Vì bạn hướng tâm về một đấng giác ngộ và bạn tin vào đấng giác ngộ là bạn đang kết nối với cái sự giác ngộ, cái chân lý mà người đó đang sống. Được chọn. Nếu các bạn may mắn, các bạn có được cái đức tin vào một đấng giác ngộ, cuộc đời các bạn sẽ thay đổi. Tại vì tất cả những cái bế tắc, những cái không có thông suốt của các bạn, khi các bạn có được đức tin vào cái đấng giác ngộ, tại vì đấng giác ngộ họ đã là ba thân hòa làm một rồi ha, họ đã là Niết Bàn, họ đã giải thoát, thì khi bạn nuốt vào cái đó thì bạn đang một cách gián tiếp kết nối với Niết Bàn, nếu bản thân các bạn chưa có nhận ra. Đó là lý do mà tại sao tất cả các đấng giác ngộ họ thể hiện tướng con người để cho nhân sinh có thấy hình tướng và có cái đức tin để mà một cách gián tiếp kết nối được với lại cái thiên liêng đó, cái thượng đế đó ha. Rất là nhiều phương tiện của các đấng giác ngộ đã để lại. Được chưa?